quý vị, hiện cả nước đang hướng đến ngày kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023. Trong những ngày này, ngoài những hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp các ngành cho giáo dục, thì còn có những hoạt động họp mặt tri ân dành cho những người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chia sẻ ngày mới hôm nay, phóng viên thời sự đã ghi nhận về một buổi họp mặt như thế của cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu sau 20 năm tốt nghiệp. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của những học sinh trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu sau 20 năm gặp lại. Có những người vốn dĩ đã quen mặt, vẫn duy trì mối quan hệ kết nối nghề nghiệp lẫn cuộc sống sau khi rời ghế trường phổ thông. Nhưng cũng không ít người đến ngần ấy năm mới được gặp mặt, trò chuyện thân mật. Ai nấy đều bận rộn với cuộc sống, công việc riêng, nhưng đều háo hức tề tựu về trường xưa để không chỉ gặp nhau, mà hơn hết là gặp lại thầy cô giáo cũ. Bản thân tôi được quay lại cái ngôi trường từ xưa mình được công tác, và chính từ ngôi trường này tôi đã lớn lên trong cái nghề nghiệp của mình. Các bạn đã tái hiện làm cho thầy cô chúng tôi rất là xúc động, giống như mình được quay lại cái thời của 20 năm trước đây. Được gặp lại những thầy cô từng dạy dỗ uốn nắn mình nên người, nay tuổi đều cao, phần lớn cũng nghỉ hưu, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn nhớ về mình là điều mà ai cũng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Khi trở về trường, khi gặp lại các thầy cô vẫn rất là mạnh khỏe, rất là yêu nghề và cũng hết sức là nồng nhiệt khi đón những học sinh như tôi và các bạn đến thăm mái trường xưa. Được sự dìu dắt của các thầy cô giáo, niên khóa 2000-2003, rất nhiều học sinh trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu đỗ đạt cao, góp phần làm dày thêm thành tích của trường, như đạt 65 trên 171 giải học sinh giỏi toàn tỉnh, trong đó có 7 giải nhất, 9 giải học sinh giỏi quốc gia, 100% học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, 80% đậu nguyện vọng một đại học, trong đó có nhiều em trúng tuyển cả 3 đến 4 nguyện vọng. Đây cũng là một khóa mà có thể truyền cảm hứng tới các em học sinh của thế hệ tiếp theo, để các em noi gương các bậc đàn anh đàn chị đi trước. Thời gian qua nhanh như một cơn gió, đứng dưới mái trường xưa, trước thầy cô giáo cũ, bao kỷ niệm đẹp thuở học trò cứ thế ùa về. Ai nấy đều cảm thấy mọi việc vừa như ngày hôm qua, vẫn là những cô cậu học trò nhỏ, vẫn còn đó sự ấm áp, mộc mạc, bình dị của tình thầy trò, tình bạn. Những cái ôm, những lời hỏi thăm động viên và cả những món quà nhỏ bày tỏ lòng tri ân thầy cô giáo trong ngày họp mặt đều là những hành động đẹp, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, để mạch nguồn, đạo lý, tôn sư trọng đạo mãi tuôn chảy trong dòng chảy văn hóa Việt.